Em tên là Hoa Nguyễn. Em là làm phòng tranh Hà Nội Art House. Thì em tham gia sự kiện này bởi lời mời của đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc, đại sứ Thảo. Phòng tranh của bọn em là đại diện cho hội họa Việt Nam tại sự kiện này, Việt Nam Festival. Vâng, xin được hỏi chị là chị tới với sự kiện ngày hôm nay ấy, thì chị đưa đến giới thiệu đấy những tác giả nào, những cái nghệ phẩm đại diện nào? Hôm nay tụi em đem đến với Việt Nam Festival một số tên tuổi rất là nổi tiếng của Việt Nam, ví dụ như là Lê Thanh Sơn, Đào Hải Phong, Đặng Phương Việt, Nguyễn Thành Trương và một số họa sĩ khác, một số họa sĩ mới nổi của Việt Nam nữa. Và cái quan tâm của công chúng, của mọi người tới thăm cái gian trưng bày nghệ thuật ngày hôm nay ở đây là như thế nào? Mọi người yêu tranh Việt Nam, yêu nghệ thuật Việt Nam, yêu hội họa Việt Nam. Ai cũng có những lời comment, những lời cảm tưởng rất là dễ thương và rất là đáng khích lệ cho phòng tranh. Và mọi người thường quan tâm tới những cái phong cách như thế nào ạ? Thường những phong cách đậm chất Việt Nam thì ai cũng yêu mến. Ví dụ như những bức tranh về phố phường Việt Nam, về làng quê Việt Nam mà có những con trâu hoặc là có cánh đồng Việt Nam. Những cái rất bình thường của Việt Nam thôi. Có những người thì đã đến Việt Nam thì cảm thấy rất là thân quen, nhưng có những người chưa đến Việt Nam bao giờ cũng cảm thấy yêu mến bởi vì có cái gì đấy rất là khác lạ. Vâng, chị có nói là chị giới thiệu một số các cái họa sĩ, các cái nghệ sĩ đấy khá là nổi tiếng thành danh. Thì không biết là có chỗ cho những cái họa sĩ mà còn trẻ hay là những người hứa hẹn chưa thành danh nhưng có thể hứa hẹn hay không ạ? Dạ có, đấy là một trong những việc mà phòng tranh tụi em đang làm, là không những đưa những tên tuổi đã nổi tiếng, đã có chỗ đứng tại cái hội họa, tại cái nền hội họa Việt Nam rồi, mà những người đang nổi tiếng hoặc là đang, tức là những người nghệ sĩ đang lên ấy, thì mình cho họ những cái cơ hội để họ có một international audience, tức là vâng, tức là có cái sự thừa nhận ở quốc tế không ạ, quan tâm quốc tế. Vâng, đưa ra cho công chúng thế giới và công chúng Anh nói riêng để được biết đến được nhiều hơn nữa. Dạ. Vâng, thưa chị, có người họ đã ví rằng là những cái cuộc giới thiệu đấy về nghệ thuật, chẳng hạn như là về hội họa giá vẽ Việt Nam hôm nay của chị đang thực hiện đây đấy, thì như là một cuốn sách hay một chương sách. Thì nếu như vậy thì ngày hôm nay là một trang, thì những trang tiếp theo thì chị dự định sẽ giới thiệu những cái gì nữa ạ? Thật ra, tụi em vẫn tiếp tục đi theo con đường này, đưa các họa sĩ Việt Nam để được công nhận hơn nữa tại thị trường nước ngoài và cụ thể là thị trường Anh. Bởi vì thực tế ra có nhiều họa sĩ Việt Nam của chúng ta rất rất giỏi và về mặt nghệ thuật thì đúng là tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng chưa được công nhận một cách... phải nói thế nào nhỉ? Chưa được công nhận theo một cái mức mà mọi người đáng được công nhận. Cho nên là bọn em rất hy vọng là mình đóng góp một cái điều gì đấy rất là nhỏ bé thôi để các họa sĩ của Việt Nam được công nhận một cách theo đúng như họ cần được. Vâng. Như là họ xứng đáng được như vậy, không xứng ạ? Đáng được như vậy, vâng. Vâng, xin hỏi được một chút nữa là không biết là từ đó đến giờ, trong sự kiện giờ thì chị đã nhận được cái đơn đặt hàng nào chưa, hoặc là sự quan tâm nào chưa, chẳng hạn họ muốn sẽ mua cuốn sách, mua một cái tranh nào, một cái tác phẩm nào của chị chưa? Thật ra bán tranh thì tụi em cũng không hy vọng là sẽ bán ngay như những cái món hàng hóa khác. Tranh là một cái loại hàng hóa rất đặc biệt mà trước hết người xem phải cảm nhận được cái tình cảm với nó, để cảm giác là mình yêu nó để không thể nào rời bỏ được, thì lúc đấy thì mình nghĩ rằng là mình mới có thể bán được một bức tranh. Cho nên đến ngày hôm nay thì hôm nay mới là ngày đầu tiên thì tụi em chưa bán được bức tranh nào, nhưng cái response, mọi người thì rất là xin lỗi, có thể nói thế nào, những cái cảm nhận của mọi người, và chắc chắn là trong tương lai sẽ có bán được, bởi vì là họ rất là quan tâm, mọi người quan tâm và yêu mến tranh Việt Nam.